chết đó, toàn là 955 tuổi mà toàn cứ xin số điện thoại của mấy ông rồi, toàn là cứ u 50-55 tuổi, chết đó, khiếp. Má 10-16-2 nặng 56 kg đấy cho mình sẽ mời nhá, view tăng liền đấy, có link với có link vào là view nó cao mà. Em đang mặc CL, size M được hoặc là size L được nhá. 1m64, 68 kg để cho em size L nhá. Không ai bục Hoàng à? Không, bục và chết à? Mình thấy là mình run rồi mà. Đưa lời vào có view. Ê, lôi đang đi chơi rồi. Đang ở Hà Nội, bọn em đang ở Nghệ An nhá. Hiện tại em đang bán áo. Em hiện tại đang bán áo polo. Đang bán áo polo nhá, mã 10 hết rồi chị. Nhưng mà xe mới hết rồi thì chỉ có thể để xe lừa đúng không ạ? Hoặc là chỉ có thể để lại comment chỉ qua con nàng để em tư vấn size nhé. Chỉ gen heo ấy. Chỉ cứ comment chỉ qua con nàng để em tư vấn size xem có đủ size cho chị có vừa sao nhá. Ấy, view cao thì nhưng mà không bán được hàng. Vẫn bán được. Hay là tí nữa gọi, tí nữa. Tầm 30 phút nữa cho cả ông gặp các chị tắm rửa sạch sẽ để tí nữa mình kêu vào đây. 60kg lấy cho mình xem mời nhá. 60kg cho mình xem mời. Hiện tại em đang mặc bản áo polo. Áo polo 3 màu, màu nâu mình đang mặc với áo xanh la vi với là áo màu xanh green. Nhưng mà hiện tại là áo xanh green kia là hết rồi. Hết size này. Nên là mọi người cứ đặt hàng áo này nhá. Cực kỳ đẹp luôn. 1m73, 60kg lấy cho em xem L ạ. 1m70, 75kg lấy cho em xem L nhá. Áo này đúng không? Áo này mà đẹp thì đi gặp bố vợ hay là đi gặp đối tác hay là đi làm công sở nhá, cực kỳ đẹp luôn, mặc cực kỳ mát luôn. 97% là cotton tự nhiên, 3% là sợi spandex, nên là mặc áo cực kỳ thoáng mát, có độ co giãn của nó cực kỳ tốt này, khả năng kích ứng da là cực kỳ tốt đấy mọi người ơi. 1m6, nặng 53kg là cho em size S hoặc size M đi ạ nhá. Size M cũng được, size M đi ạ. Mình đã mặc size M hoặc size L. Bản thân mình thì thích mặc size L thì quần Âu, còn quần jean thì sẽ mặc size M. 1m65, 65kg lấy cho em size M nhá. 1m8, 73kg lấy cho em size L đi ạ. 1m75, 53kg lấy cho em size M. Đấy. Có 3 màu. Thực chất mình là cực kỳ là thích màu như tôi đang mặc là màu xanh la vi. Với là màu này. Là mình thích cực, mình hay mặc. Hay mặc đi ra đường, đi chơi. Đấy, đi nhưng mà mặc cái kia nhìn nó đẹp lắm. Nhiều sáng ra, 1m65, 63kg lấy cho mình size M nhá. Lấy cho mình size M ạ. Anh ơi có áo cho size bé, áo size bé anh Mạnh Cường ơi, áo size bé thì ngày 1 tháng 6 là mỗi màu áo bên em là ra 100 chiếc nhá. Đấy, bé 76 64kg lấy cho size L. Mọi người tầm 30 phút nữa thì anh Tiến Công Công với là Linh đi gặp đối tác U5 mấy thì đấy được gọi rồi. Tầm khoảng 30 phút nữa thì mình sẽ kêu xuống. Nhưng mà không biết là sức khỏe có đủ đảm bảo mà livestream bán hàng với mình hay không. Đặt hàng kiểu gì, nếu mà bạn đang ở nước ngoài thì không có. Nếu mà đang ở Việt Nam thì trong hàng có nhá. 41kg thì là trong size XS ạ. 41kg thì là trong size XS nhá. XS là dành cho nữ là dưới 41, dưới 50kg. Cảm ơn chị Linh Nguyễn nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Giá hiện tại đang là 319k nha mọi người. 340k. Áo mặc cực kỳ đẹp luôn. Mặc ra đường thì khỏi bàn cái, giống như các thương hiệu khác luôn mà. Nhưng mà áo nó đẹp và chất lượng, bảo hành trường ngày là đến 90 ngày. Lúc thanh toán nhận hàng nha, mọi người cứ kiểm tra hàng, thấy ưng ý thì mọi người có thể mua. Ưng ý thì mọi người mua nha. Nhưng mà nhớ để lại tem mác cho bên mình nha. Giá là 310k. Sao nick mình giờ rẻ thế nhở? Bình thường là giá 340k là thấy rẻ rồi. Mà hôm nay có nhiều anh chị Trình Ngọc này. Trình Ngọc với là Trình Ngọc 310k. Còn chần chờ gì nữa mà chỉ không